Ba người này từng là một băng nhóm cướp giật chuyên nhắm vào các nữ du khách nước ngoài ở Đà Nẵng. Đây là giờ phút họ phải trả giá cho hành vi của mình. Chiều tối ngày 26 tháng 4 năm 2019, kết thúc phiên sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Đỗ Phương Thạch 23 tuổi và Phùng Văn Hải 19 tuổi cùng mức án 5 năm tù, bị cáo Lê Xuân Tâm 30 tuổi lãnh 4 năm tù cùng vì tội cướp giật tài sản. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2018, Thạch rủ Hải đi cướp giật. Hải chở Thạch ngồi sau giật túi sách nữ du khách Hàn Quốc ở đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Bên trong có điện thoại Samsung, máy tính bảng, 10 triệu đồng và 1.000 đô la Mỹ, tổng trị giá tài sản gần 43 triệu đồng. Đến tối ngày 27 tháng 8 năm 2018, Hải rủ Tâm cướp giật tài sản của nữ du khách quốc tịch Myanmar đang đi bộ dạo ven biển, trị giá tài sản bị cướp khoảng 12 triệu đồng. Sau mỗi lần cướp giật, cả nhóm bán tài sản lấy tiền sử dụng ma túy tập thể. Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2018, công an phát hiện 5 thành viên trong băng cướp do Thạch cầm đầu đang sử dụng ma túy đá ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Ngoài 3 bị cáo này, hiện còn 2 đồng bọn đang bị tiếp tục làm rõ tội cướp giật.